Việt Nam đã nhận 2 tàu tên lửa tấn công nhanh cùng với những trang bị vũ khí chiến đấu hiện đại. Theo báo trong nước, 2 tàu tên lửa Moniyas mang số hiệu 379 và 380 được bàn giao cho quân chủng hải quân, là 2 trong số 6 tàu tên lửa do tổng công ty Basson đóng với kỹ thuật của Nga. Sáng nay trong bài phát biểu đọc tại Tokyo, Tổng thống Philippines chỉ trích điều mà ông gọi là yêu sách lãnh thổ bất hợp pháp của Trung Quốc và ca ngợi sự ủng hộ của Nhật Bản đã thể hiện tình đoàn kết với Philippines. Quốc gia nào đang gây khó khăn cho cả Philippines và Nhật Bản sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì mà quốc gia đó đã làm. Tổng thống Park Geun-hye vừa triệu tập phiên họp khẩn cấp với các viên chức đặc trách y tế để thảo luận về kế hoạch phòng chống sự lây lan của bệnh MERS, tức hội chứng hô hấp Trung Đông. Bộ Y tế Nam Hàn cho biết đã có 2 người chết vì bệnh, 30 người nhiễm bệnh đang điều trị ở nhà thương và cả 100 người đang bị cách ly. Nam Hàn cho hay đã thành công trong việc phóng thử 2 hỏa tiễn tầm xa có khả năng phá hủy mọi mục tiêu trên lãnh thổ Bắc Hàn. Hỏa tiễn mới được phóng là loại do Nam Hàn chế tạo theo kỹ thuật của Hoa Kỳ, đúng với thỏa thuận mà hai bên đã ký kết hồi năm 2012 để quân đội Nam Hàn có thể chế tạo thêm vũ khí bảo vệ an ninh lãnh thổ.